Trong những năm gần đây, yêu cầu đối với các giải pháp hội trợ hiện đại đã thay đổi đáng kể về cải tiến tính linh hoạt, khả năng tương thích và đa chức năng. Compatibility and more functionality. Đó là lý do tại sao Bosch đang mở rộng danh mục IP của mình với 4 thiết bị hội nghị mới và giới thiệu dòng sản phẩm mới. Hệ thống hội thảo Decentis. Thiết bị thảo luận Decentis cho phép thảo luận rõ ràng, hiệu quả với các tính năng nâng cao như tín hiệu được phát biểu, cho phép người tham gia ngay lập tức tham gia vào cuộc thảo luận khi chức năng được chỉ định. Thiết bị thảo luận Decentis để biểu quyết nhận dạng người dùng qua đầu độc thẻ NFC tích hợp và cho phép biểu quyết nhanh chóng, dễ dàng thông qua các nút cảm ứng biểu quyết được đánh màu, thậm chí có thể bỏ phiếu kín. Thiết bị thảo luận Decentis với bộ chọn ngôn ngữ có các chức năng như xung phong phát biểu, sử dụng kép và nhận dạng người dùng thông qua đầu độc thẻ NFC tích hợp, cùng với menu lựa chọn ngôn ngữ để người tham gia có thể nghe cuộc thảo luận bằng ngôn ngữ của họ khi có phiên dịch đồng thời. Quan trọng là các ký tự gốc được sử dụng trong danh sách trên màn hình để người tham gia có thể nhanh chóng tìm thấy ngôn ngữ ưa thích của họ và ngay lập tức tập trung vào cuộc họp. Thiết bị thảo luận Decentis có màn hình cảm ứng có tất cả các tính năng đã đề cập ở trên và hơn thế nữa. Với thiết bị thảo luận Decentis có màn hình cảm ứng, hai người tham gia có thể dùng chung một thiết bị, không chỉ thảo luận riêng, mà còn bỏ phiếu riêng và đầu đọc thẻ NFC tích hợp sẽ nhận dạng cả hai người dùng. Họ thậm chí có thể theo dõi cuộc họp bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Thiết bị tiện ích chọn gói này giúp tiết kiệm không gian bàn và chi phí thiết bị. Màn hình bổ sung thông tin cuộc họp như danh sách người tham gia, chủ đề chương trình nghị sự và kết quả biểu quyết để tối ưu hóa hiệu quả cuộc họp và đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của hội nghị. Thiết bị Decentis đa phương tiện có các tính năng đa phương tiện tích hợp. Nó thậm chí còn cung cấp video trực tiếp để các đại biểu có thể xem khi đang nghe các đại biểu khác phát biểu. Người dùng có thể tìm kiếm tài liệu để chia sẻ thông tin dễ dàng và truy cập Internet để tìm thông tin hiện tại về các chủ đề khác nhau. Quan trọng là các thiết bị khác nhau có thể được kết hợp trong cùng một thiết lập để phù hợp với ứng dụng hoặc nhu cầu riêng của tổ chức. Hệ thống hội thảo Decentis có thể đảm đương nhiệm vụ của tất cả các ứng dụng khác trong cùng lĩnh vực với bộ chức năng hoàn chỉnh này. Thảo luận kép, nhận dạng kép, biểu quyết, kép, lựa chọn ngôn ngữ kép, danh sách người tham gia, nguồn cấp dữ liệu video trực tiếp, ứng dụng của bên thứ ba, xem tài liệu, truy cập Internet, xem bản trình chiếu. Tất cả đều bổ sung cho các giải pháp sẽ được tương lai chứng minh tạo ra trải nghiệm cuộc họp cao cấp. Hệ thống hội thảo Decentis. Thông tin, ấn tượng, truyền cảm hứng, phát minh vì cuộc sống. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.